Kính thưa quý vị, bây giờ là 1 giờ 16 phút, hôm nay ngày thứ Năm, 20 tháng 2, 2020. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Mấy ngày nay tôi bận một số Phật sự cho nên không có livestream để mà trả lời các câu hỏi của các đồng bào trong nước đang quan tâm về cập nhật tình hình tin tức của cơn dịch cúm corona Vũ Hán này. Cho nên hôm nay tôi dành chút thời gian rảnh rỗi. Bây giờ là 1 giờ 17 phút trưa giờ California. Tôi xin kính chào quý vị và để tôi đọc một cái mail hỏi. Thưa Thượng tọa Thích Thông Lai, trong mấy ngày qua, chúng con là một số Phật tử ở Việt Nam rất muốn cập nhật những thông tin để biết về tình hình cơn bệnh cúm corona Vũ Hán này nó đã đi tới đâu, nhưng không thấy Thượng tọa lên tiếng. Xin Thượng tọa dành chút thời gian trả lời những nghi vấn của chúng con sau đây. Thứ nhất là chính phủ Việt Nam tuyên bố đã trị hết bệnh cúm corona và trong 19 người thì 16 người đã trị hết. Như vậy có thật hay không? Thứ hai là ở thành phố Hồ Chí Minh có một công dân khẩn làm coi như yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho phép các học sinh ở tại thành phố Sài Gòn được nghỉ hết cuối tháng 3. Rồi kế đến là hàng loạt các nguồn tin mà tụi con theo dõi ở trên mạng là coi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đã đồng loạt không cho các chuyến bay đến từ Việt Nam đáp xuống các phi trường của Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Như vậy, tụi con có cái hoang mang là Việt Nam đã trị hết bệnh cúm, tại sao các nước ở Đông Nam Á lại không ngăn cho các chuyến bay đến đi từ Việt Nam? Xin Thượng tọa dành chút thời gian để giải đáp những nghi vấn này. Chúc Thượng tọa khỏe mạnh. Một nhóm Phật tử ở thành phố Sài Gòn trân trọng kính chào Thượng tọa. Trong cái thư này thì quý vị, trong cái lá thư này, trong cái lá thư này quý vị đã thấy ngay một cái sự mâu thuẫn. Thứ nhất là Việt Nam tuyên bố đã trị hết cái virus cúm corona phát xuất từ Vũ Hán. Nhưng mà kể từ khi Việt Nam thông báo đã trị được cái con virus này và không có bệnh dịch nào coi như đang hoành hành tại Việt Nam, thì tại sao tại có một cái công điện khẩn ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho Thủ tướng Chính phủ yêu cầu coi như Thủ tướng chỉ thị cho Bộ Giáo dục cho phép các học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ thêm hết tháng 3. Rồi quý vị, đó là một cái điểm đã trị hết bệnh, thì tại sao lại có một văn thư từ thành phố Hồ Chí Minh, một văn thư khẩn đã được phát tán trên mạng Internet toàn cầu, là yêu cầu Thủ tướng chỉ thị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành phố Hồ Chí Minh học sinh được nghỉ thêm coi như tới hết tháng 3. Như vậy đã hết bệnh thì phải mở cửa, tại sao lại có công điện khẩn? Và tôi nói rõ cho quý vị biết, cách đây 2 tuần thì tất cả những người kiều bào Việt kiều Mỹ, Việt kiều ở các Âu Châu và Úc Châu mà đi các chuyến bay bộ hãng China Airlines hoặc là đi của Pacific coi như Cathay của Hồng Kông, hoặc là đi những chuyến bay đó đều phải đổi vé để bay qua Nam Hàn thì hoặc là bay qua Đài Loan thì mới được coi như về Mỹ. Tuy nhiên giờ đây đồng loạt Nhật Bản sau khi thấy Việt Nam tuyên bố đã trị được hết bệnh và không còn người nào nhiễm bệnh virus cúm corona xuất phát từ Vũ Hán,
thì Nhật Bản đã ngừng ngay cấp tất cả các hộ chiếu, visa du học, visa lao động, ngừng tất cả các chuyến bay đến Nhật và từ Việt Nam, và từ Việt Nam cũng như từ Nhật bay qua Việt Nam cũng đều đình chỉ. Và kế đó Hàn Quốc sau khi nghe chính phủ Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã trị xong bệnh cúm corona thì ngay lập tức chính phủ Nam Hàn cũng ra lệnh ngừng tất cả các visa xuất nhập cảnh cho cái học sinh Việt Nam, cho những người xuất khẩu lao động sang Nam Hàn, đồng thời ngừng ngay các chuyến bay từ ở Seoul, tức là thủ đô của Nam Hàn, đến thành phố Hồ Chí Minh, đến phi trường Nội Bài, và ngược lại tất cả các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và từ phi trường Nội Bài cũng không được hạ cánh ở phi trường Seoul. Cho thấy quý vị thấy rõ là coi như Đài Loan cũng ra một cái quyết định tương tự là ngừng tất cả các visa nhập cảnh, chiếu kháng nhập cảnh và tất cả các chuyến bay, và theo sau đó là Úc Đại Lợi cũng đã ngưng tất cả các visa nhập cảnh bằng mọi hình thức đào vào nước Úc. Tại sao vậy? Quý vị thấy và quý vị theo dõi mấy ngày qua thì tôi chỉ nhận định và tôi trả lời cái nhóm Phật tử của tôi mà thôi. Thứ nhất là trình độ y khoa, trình độ kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật của Nhật Bản là ngang hàng với Hoa Kỳ. Và Nhật Bản là một siêu cường quốc về kinh tế. Tất cả các cái món hàng mà làm tại Nhật Bản, từ xe hơi, từ máy điện toán, từ tất cả các đồ gia dụng, appliances, hay là tất cả những thiết bị mà làm tại Nhật Bản đều có một cái uy tín rất là cao. Trình độ y khoa của Nhật Bản rất là giỏi, mà họ đã tuyên bố là họ đầu hàng với cái con virus corona xuất phát từ Vũ Hán. Tức là tại sao người Nhật họ tuyên bố đầu hàng? Thứ nhất là con tàu Diamond Princess đã cập bến ở bờ biển Nhật Bản, và con tàu này lúc đầu chỉ có mấy người nhiễm bệnh, và lần lượt những con người nhiễm bệnh đã lên tới 650 người. Và như vậy, những người mà xuống tiếp tân và những người xuống phục vụ để mà theo dõi, để mà thanh lọc cái số người đang bị bệnh ở con tàu Diamond Princess mà tạm thời coi như cập bến ở Nhật Bản đã bị nhiễm bệnh. Và số người nhiễm bệnh virus corona Vũ Hán này ngày một tăng. Và tại sao Nhật Bản tuyên bố đầu hàng? Tại vì họ tìm thấy những người Nhật chưa bao giờ bước chân đến lãnh thổ của Tàu Cộng, những người Nhật chưa bao giờ giao tiếp với cái đất nước của Tàu Cộng, và những người Nhật này hoàn toàn là không có một cái triệu chứng gì để mà hay là cái điều kiện gì để mà những người Nhật này bị nhiễm con virus corona. Mà trong khi đó người Nhật sau khi họ đã bệnh thì họ không có giấu, ở Nhật Bản những con số bùng phát bây giờ lên tới mấy chục người là tại vì cái bộ y tế của Nhật và chính phủ Nhật Bản họ công khai, họ không giấu giếm, cho nên hiện giờ nước Nhật là bùng phát lên cái con virus corona này đã lây nhiễm vào công dân của Nhật Bản. Cho nên họ lập tức là họ nghĩ rằng cái con cúm corona này nó đã xâm nhập vào cái đường hàng không, cái đường mà coi như di chuyển từ Việt Nam sang Nhật, cho nên họ mới coi như ra lệnh là không cấp chiếu kháng, không đóng dấu xuất nhập cảnh cho tất cả công dân đến từ Việt Nam, vì họ biết rõ Việt Nam là một cái ổ chứa bệnh, mà Việt Nam là cái nước duy nhất trên thế giới tới giờ này vẫn mở cửa biên giới để cho Tàu Cộng coi như tự do đi lại. Trong 80 nước trên thế giới, kể cả các siêu cường quốc ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Đức, Anh, những cái nước mà thuộc khối coi như giàu sang thịnh vượng là G20 cũng đã đóng cửa. Tính luôn các nước giàu, các nước đang phát triển hiện tại có trên 80 quốc gia đã đóng cửa biên giới dưới Tàu Cộng. Mà hiện tại ở Đông Nam Á cũng vậy, chỉ có Việt Nam là mở cửa để cho Tàu Cộng vào. Cho nên lập tức khi mà Việt Cộng tuyên bố đã trị xong cái bệnh cúm corona này thì lập tức Úc, Nhật Bản, Nam Hàn
và Đài Loan đã tuyên bố tất cả các chuyến bay đến và đi xuất phát từ Việt Nam sẽ được coi như đình chỉ chờ khi có lệnh mới. Và quý vị thấy người Nhật họ nghiên cứu là con cúm này nó có tác dụng, nó lây lan trên những người Nhật chưa bao giờ rời khỏi nước Nhật và chưa bao giờ tiếp xúc với những người Hoa xuất phát từ trung tâm dịch Vũ Hán. Cho nên họ quyết định rằng sở dĩ những người Nhật bị lây là do qua các đường hàng không, cho các phi trường, các bến cảng. Cho nên người Nhật bắt đầu cô lập để mà khoanh vùng. Và Việt Nam thì một trong những cái ổ đang chứa bệnh. Cho nên từ cái chỗ này tôi khuyên những nhóm đệ tử của thầy đang sống ở Thầy Sài Gòn, đừng có dựa vào các cái báo cáo. Khi mà các báo cáo của chính phủ Việt Nam Cộng sản mà họ tuyên bố thì quý vị phải ngược lại, nghĩ ngược lại và đừng bao giờ tin những cái gì mà họ tuyên bố. Và đó là cái bài học mà cái chính phủ Trung Quốc đang phải trả giá từ cái vụ bưng bích ở thành phố Vũ Hán từ ngày 21 tháng 1 2020, khi bác sĩ Lý Văn Lượng đã là một cái người làm việc ở trong bệnh viện lớn ở Vũ Hán, một người đã từng có làm việc tại phòng thí nghiệm về di truyền học ở thành phố Vũ Hán, tuyên bố là phải chặn đứng ngay con virus corona này, nếu không thì coi như Trung Quốc gặp một đại nạn. Và bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị bắt và cảnh cáo và bị phạt, và ngay tức khắc ông đã coi như bị cô lập. Và sau đây, từ khi ông đã bị chết vì nhiễm cái virus corona Vũ Hán này, thì tất cả cộng đồng mạng của người Tàu đều lên tiếng chống đối Tập Cận Bình. Và sự việc nó đang xảy ra rất rõ ràng là người Tàu đã không còn control được cái con virus này. Thứ nhất là hiện tại, cách đây một tuần, thì Tập Cận Bình ra lệnh phong tỏa tỉnh Hồ Bắc, trong đó nặng nhất là thành phố Vũ Hán, và phong tỏa luôn Hồ Nam, phong tỏa luôn Thẩm Quyến, phong tỏa luôn Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải và Bắc Kinh. Nhưng mà kể từ ngày 19 tháng 2, 2020, Tập Cận Bình lại bắt đầu ra lệnh là chỉ có coi như là phong tỏa cái thành phố Vũ Hán và tất cả các thành phố Thẩm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, Tô Ca Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc. Hồ Bắc chỉ có cô lập thành phố Vũ Hán, ngoài ra tất cả phải mở cửa, coi như là mở cửa và tất cả các công sở phải đi làm trở lại. Tuy nhiên, hiện tại lệnh của Tập Cận Bình đã không được các cái chính quyền địa phương tuân lệnh, kể cả coi như bí thư thành ủy tỉnh Hồ Bắc và bí thư thành ủy thành phố Vũ Hán đã bị Tập Cận Bình ra quyết định cách chức và điều hai nhân vật mới để về để tiếp quản cái chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc và bí thư thành ủy của thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, đương kim bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc và đương kim bí thư thành ủy thành phố Vũ Hán đã không tuân lệnh và họ ra một văn thư, họ gửi đáp trả là chúng tôi chủ tịch coi như thành phố Vũ Hán, thành ủy Vũ Hán và chúng tôi không làm gì sai. Cho nên chúng tôi không từ chức và không giao quyền. Và hiện tại cái lệnh từ trung ương là Tập Cận Bình trước phế coi như bí thư coi tỉnh Hồ Bắc và bí thư thành phố Vũ Hán, đã không được hai cái vị lãnh đạo cao cấp này đã bàn giao chức vụ mà còn đánh một văn thư thông báo cho tất cả lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán là chúng ta không có tuân lệnh của Tập Cận Bình. Cơn dịch bùng phát này xuất phát ra và chúng tôi đã có những văn thư, ngay cả những cái bản báo cáo là cái trình độ và cái sự bùng phát của cái cơn dịch Vũ Hán này sẽ lan rộng. Và từ ngày 21 là chúng tôi đã nhận được lệnh của Bắc Kinh là phải đàn áp, bưng bít thông tin và bắt ngay tất cả những cái blogger, bắt ngay tất cả những người đã cảnh cáo, kể cả những bác sĩ, và trong đó có 8 bác sĩ làm việc ở phòng.
Tám bác sĩ làm việc ở phòng khám bệnh Vũ Hán đã bị coi như đưa về đồn công an và lập biên bản và phạt và cảnh cáo. Trong đó người nổi tiếng nhất là bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời cách đây hơn 10 ngày. Cho nên từ ngày 21 tháng 1 là coi như bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc và thành ủy của thành phố Vũ Hán đã có những công điện, có những văn thư báo lên coi như Tập Cận Bình là phải coi như ra rộng thông tin, là phải yểm trợ lực lượng y tá bác sĩ tất cả những cái thuốc men để chặn đứng cơn dịch này trước khi trở thành một đại quả. Chính quyền Hồ Bắc, hiện tại chính quyền Hồ Bắc đã không tuân lệnh của Tập Cận Bình và chính quyền Hồ Nam đã thành ra một cái chính phủ để mà chống lại chính phủ trung ương. Mà gần đây quý vị thấy là tất cả những cái thông tin mà về, gần đây tất cả những cái thông tin mà chống đối Tập Cận Bình đã được phát tán trên mạng và họ thành lập ra một cái chính phủ ly khai ở Hồ Nam. Và Hồ Nam và hiện tại bí thư tỉnh ủy của tỉnh Hồ Bắc cũng đã chống lại văn thư trước phế của Tập Cận Bình và thành ủy của thành phố Vũ Hán cũng chống lại cái văn thư của trước phế của Tập Cận Bình. Và hai cái nhân vật mà lãnh đạo mới do Tập Cận Bình điều xuống đã không thể ngồi vào chiếc ghế mà coi như tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc và thành ủy của thành phố Vũ Hán, cho thấy một sự rạn nứt đã xảy ra cho coi như Tàu Cộng. Và quý vị thấy rõ hiện tại cái điềm mặt trời, năm mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời của Trung Quốc thì thật sự đó là những cái điềm nó đã xảy ra từ thời nước Tàu còn là quân chủ, còn là hoàng đế. Và theo tất cả những cái vị mà chiêm tinh gia nổi tiếng thì Trung Quốc sẽ bị xé ra làm năm thiên tử, tức là sẽ có năm chính quyền để cai trị coi như Tàu Cộng chứ không phải chỉ có một Tập Cận Bình. Đó là những cái điềm mà quý vị thấy rõ, họa đen bay đầy trời, đó là một điềm xấu. Thật ra nó không có gì lạ vì tất cả các lò đốt xác ở thành phố Vũ Hán họ đốt một ngày tới mấy ngàn xác chết, có khi tới 14-15 ngàn xác chết, cho nên cái mùi tử khí nó bốc lên ô nhiễm cả bầu không khí và các loài chim nó chiêu cảm và nó đi đến để nó tìm xác chết nó ăn, đó là chuyện bình thường. Và cái luồng mà tử khí nó đã đi ra khắp nơi vượt khỏi ranh giới của Tàu Cộng và nó, cái mùi tử khí này nó sẽ chiêu cảm các loài côn trùng đi tìm thức ăn. Và cái đàn 400 tỷ con cào cào đang hoành phá ở tại Ấn Độ, ở tại Pakistan thì nó đang chuyển hướng và tiến vào ở trong cái lãnh thổ của Tàu Cộng. Và đúng như những cái gì Đức Phật Thích Ca đã dự đoán là khi đại dịch xảy ra thì nó sẽ đi đến là nạn đói, mà muốn có nạn đói thì phải có nạn dịch cào cào. Trong lịch sử của Việt Nam chúng ta từ thời quân chủ cũng có những cái thời ác dương và nó đã xảy ra những nạn dịch cào cào châu chấu đã hủy diệt mùa màng và tạo nên cơn đói. Cho nên trở lại vấn đề tình hình Việt Nam, quý vị thấy hiện tại ngành hàng không của Cộng sản Việt Nam đã bị thua lỗ trầm trọng. Air Việt Nam đã lỗ hàng bao nhiêu tỷ tiền, coi như là từ khi cái chiến dịch mà cúm Corona Vũ Hán đã tàn phá vào lãnh thổ nước ta. Và hiện tại cái số tiền của các công ty vận chuyển coi như là quả xa, tức là đường sắt, cũng bị thiệt hại kinh khủng. Vì Tàu Cộng vẫn còn cho người Tàu đi qua các cửa khẩu và vận chuyển vào trong đất nước Việt Nam bằng những chiếc quả xa. Mặc dầu đường hàng không thì đã cô lập, không còn bay thẳng từ Vũ Hán bay vào trong Việt Nam. Tuy nhiên về cái đường quả xa, tức là đường sắt xe lửa, thì vẫn còn. Đường hàng không thì tạm thời không có bay từ ở
Việt Nam sang Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc bay vô Việt Nam. Tuy nhiên đường quá xa vẫn còn mở cửa để chào đón hàng chục ngàn dân Tàu Cộng đi chạy cái nạn dịch corona Vũ Hán này. Cho nên hiện tại số hành khách, du khách, những người mà đi tour họ đã cancel, và bằng chứng phi trường Tân Sơn Nhất, phi trường Nội Bài đã vắng bóng tất cả các tour du lịch, và chỉ còn lại là một số ít Việt kiều còn phi trường Tân Sơn Nhất để mà trở về Hoa Kỳ. Và ngược lại tàu hỏa cũng đã thua lỗ. Tại sao mà thua lỗ? Không có tiền để trả cho 11.000 nhân viên trong cái hệ thống đường sắt. Như quý vị biết, gần đây coi như cái nguồn tin mà Đảng Cộng sản không có tiền để Đảng Đảng Cộng sản đã không có tiền để trả cho 11.000 nhân viên làm trong hệ thống đường sắt của nước Việt Nam, thì cho thấy rằng ngành hàng không, quý vị coi những cái chuyến bay ở trong nước giá đã giảm 60 tới 70%. Những cái gì tôi nói đây là đã được đăng lên cái hệ thống internet toàn cầu. Cho nên quả xa đã không có tiền trả lương cho 11, 12.000 những nhân viên làm cho hệ thống đường sắt của Cộng sản Việt Nam. Ngành hàng không thì không có đủ tiền để trả cho những chiếc máy bay Boeing 787 thuê mướn, Boeing 737. Cho nên quý vị nhìn tất cả giá vé nội địa đều đã cắt giảm 60-70%. Quý vị nhìn những cái thông tin đó thì thấy rõ. Như vậy thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lý do nào mà đã nói đã trị diệt hết cái dịch cúm corona ở trong nước Việt Nam, mà trong khi các siêu cường quốc, kể cả Hoa Kỳ, kể cả coi như là Nhật Bản, kể cả Anh Quốc, kể cả Úc Đại Lợi, những nước này chỉ mới tìm ra cái nguồn gốc con virus này, nhưng mà con virus này nó biến dạng liên tục. Cho nên Nhật Bản mà khi họ tuyên bố là họ đầu hàng, khi Nhật Bản họ tuyên bố là họ đầu hàng cái này, khi mà chính phủ Nhật Bản tuyên bố họ đầu hàng cái con virus corona Vũ Hán này, có nghĩa là tại vì nó biến dạng liên tục, nó không phải giữ một cái thể. Con virus Ebola trước, con virus Ebola 10 năm trước đã được coi như tìm ra nguồn gốc và có thuốc chữa, thuốc ngừa, thì nó không biến dạng. Và bây giờ có những người bị dương tính với virus Vũ Hán này thì sau khi trị xong và người ta 2 tuần sau người ta thử lại thì nó vẫn tìm thấy những con vi trùng này, nó biến dạng ra một cái hình thể khác và nó lại coi như vẫn còn tiếp tục để mà làm cho cái người đã bị bệnh cúm corona Vũ Hán này lại bị tái bệnh và tái phát. Và nó nguy hiểm ở cái độ không phải là 14 ngày để mà nó phát ra cái nhiệt độ, nó coi như lây nhiễm, để mà người ta dùng một cái máy đo nhiệt độ ở thân nhiệt mà người ta tìm ra. Tuy nhiên đã có những con vi trùng virus corona nó phát tán do người bệnh tới 20 ngày, và có những nơi người ta thí nghiệm nó đã có thể sống tới 40 ngày. Cho nên nó biến dạng liên tục. Lý do mà Nhật Bản tuyên bố đầu hàng là tại vì thứ nhất là những người Nhật chưa bao giờ rời nước Nhật, chưa bao giờ giao tiếp với những người mà có mầm bệnh từ ở Trung Quốc, mà nó đã lây lan ở trong không khí, nó lây lan trong những du khách, và những du khách này đã ghé qua tất cả phi trường của Nhật Bản. Cho nên từ đó Nhật Bản mới ra lệnh đóng cửa và không cấp coi như chiếu kháng visa cho tất cả các du khách từ Việt Nam. Đó là những cái mà quý vị thấy những nước ngoài họ có một cái nền kinh tế giàu mạnh, họ có một cái nền y khoa rất là tân tiến,
và họ có một cái ngân sách để cho Bộ Y tế chặn đứng cái cơn dịch corona này hàng trăm tỷ đô la, trong khi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện tại không có tiền để trả cho các nhân viên đường sắt. Và hiện tại quý vị biết hàng chục ngàn công nhân ở các khu vực mà có người Tàu quản lý, có những cái cơ xưởng của người Tàu họ đã đình công và họ yêu cầu là những người Tàu này sau khi ăn Tết từ Trung Quốc trở về. Thì như vậy quý vị dùng cái sự suy nghĩ để quý vị thấy rằng là các nước giàu sang, các nước có nền y tế tiên tiến, có một đội ngũ bác sĩ rất là giỏi mà họ vẫn còn dè dặt dưới con coi như virus corona Vũ Hán này, thì nước Việt Nam cô lập những đồng bào đến từ vùng bệnh vào trong những cái khu tạm trú, những cái khu dã chiến, rồi không có bác sĩ, không có y tá, với cái sự bảo hộ bằng những cái miếng khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh, thì quý vị nghĩ rằng cái con virus corona này nó sẽ tha cho dân tộc Việt Nam hay sao? Mà nếu Việt Nam đã trị được cái bệnh cúm corona này rồi, tại sao không lên tiếng để mà coi như ghi danh là mình đã là chế ra cái bằng sáng chế để mà có thuốc để mà tiêu diệt vi trùng Vũ Hán corona mà vẫn im lặng? Rồi nếu Việt Nam mà đã trị được cái cơn bệnh này thì làm gì có một công điện khẩn từ thành phố Sài Gòn Hồ Chí Minh đã đánh ra xin thủ tướng để xin nghỉ thêm hết tháng 3, bây giờ tức là xin thêm 40 ngày nữa, bây giờ còn 10 ngày nữa là hết tháng 2, mà xin cho sinh viên học sinh được nghỉ hết tháng 3, thì nhiêu đó quý vị sẽ thấy rõ là những gì Cộng sản tuyên bố ở trên đài truyền hình, những cái công điện mà chính miệng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh ra đã không được những người làm việc ở trong cái chính quyền Cộng sản, những cái bộ giáo dục, bộ y tế mà họ tin tưởng, thì quý vị biết rằng ngay cả những người đang làm việc cho đảng Cộng sản mà họ có chức vụ ở thành phố Hồ Chí Minh, chánh văn phòng của thành phố Hồ Chí Minh, một người có tuổi đảng, một người có uy tín, mà họ còn phải đánh một cái công điện khẩn để yêu cầu chính phủ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép, coi như ra lệnh cho Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép thành phố Hồ Chí Minh được cho học sinh sinh viên nghỉ thêm hết tháng 3. Thì như vậy những người đang làm việc cho đảng Cộng sản phục vụ trong vùng, những người phục vụ trong guồng máy của đảng Cộng sản mà không tin những cái tuyên bố của Nguyễn Xuân hay là tuyên bố của đài truyền hình Cộng sản, những cái người đang làm việc phục vụ cho đảng Cộng sản có chức vụ, có địa vị, họ không tin mà họ phải đánh công điện khẩn, thì chúng ta là những người mà dân thấp cổ bé miệng, chúng ta không rõ Cộng sản bằng những cái tên đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà nó phải đánh công điện khẩn, nó xin cho học trò nghỉ thêm một tháng, thì quý vị thấy rõ rằng làm sao chúng ta tin được. Cho nên tụi nó là biết rõ là cái bệnh thành tích, cái bệnh báo cáo láo, và rõ ràng dù có báo cáo láo thì con vi trùng corona Vũ Hán này nó cũng không sợ. Và chúng ta phải dựa vào cái sự nhận định, cái sự mà nguy hiểm mà tất cả các quốc gia tự do, giàu sang, có một nền y tế vững mạnh, họ đang coi như phòng thủ, họ bảo vệ dân tộc họ như thế nào. Và gần đây quý vị thấy thầy có một số người Phật tử họ đang làm việc ở tại Singapore, họ nói rằng con số mà virus cúm corona Vũ Hán đã bùng phát mạnh mẽ ở tại Singapore. Tại sao vậy? Vì Singapore là một quốc gia tự do, Singapore là một quốc gia không có giấu nhiễm thông tin, mà Singapore họ còn coi như là khuyến khích người dân trong nước biết được ai mà có triệu chứng bệnh ho sốt mà không hết thì phải đến bệnh viện để họ chữa trị. Cho nên con số mà các nước Tây phương
Điển hình là Singapore là cái nước ở Đông Nam Á, những cái nước mà có cái chỉ số kinh tế rất là cao. Họ dân Singapore họ làm một năm một đầu người bình quân tới 40.000 đô la, họ gần như là các nước mà giàu sang giống như Hoa Kỳ và Úc Châu. Cái số thu nhập của người Singapore rất là cao, mặc dù họ chỉ là một đảo quốc không lớn hơn đảo Phú Quốc, nhưng mà trình độ dân trí của họ rất là cao, cho nên họ không có giấu giếm và họ cần khoanh vùng để họ tận diệt những người đang bị nhiễm bệnh, cho nên con số họ lên hàng chục người là chuyện thường. Và ở tại Nam Hàn cũng vậy, và họ nhận thấy những cái sự lây lan này là đến từ cái phi trường mà có những hành khách người Việt Nam, đến từ những người công nhân xuất khẩu lao động sau khi ăn Tết ở Việt Nam và trở lại coi như Nam Hàn đã lây lan, và những người mà xuất khẩu lao động sang Đài Loan cũng vậy. Cho nên quý vị hãy theo dõi tình hình và dùng cái trí huệ, cái sự hiểu biết của mình để thấy rằng Nhật Bản đã đóng cửa không cấp visa cho Việt Nam kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam đã chặn đứng được virus Corona. Kế đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng theo chân của Nhật Bản sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam đã tìm ra cách để trị virus Corona Vũ Hán, visa. Nhật Bản cũng không cấp visa cho người Việt Nam chúng ta đến đó vì bất cứ lý do nào trong thời gian mà con Nhật Bản chưa tìm ra thuốc để mà trị con virus corona này. Và kế đó là quý vị thấy luôn Úc Châu cũng là cấm luôn, không cấp visa cho những du học sinh Việt Nam và những người đang đi Việt qua đó để thăm thân nhân. Như vậy Hoa Kỳ cấm vận, không cho du khách Việt Nam qua. Anh Quốc, rồi kế đó là Nhật Bản, kế đó là Nam Hàn, kế đó là coi như Úc Châu, và kế đó là Đài Loan. Và quý vị thấy rõ là những cái gì mà các nước mà giàu sang có nền coi như y tế rất là phát triển và có một ngân sách bảo vệ về vấn đề phòng chống cái virus corona này rất là lớn, mà họ còn rất là cảnh dè dặt, trong khi Việt Cộng đã hết tiền, Việt Cộng đã bị thiếu tiền trả cho tất cả các nhân viên làm ở đường sắt. Hãng hàng không của Việt Nam là tuyên bố thua lỗ hàng chục tỷ ngàn, hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn tỷ đồng Việt Cộng. Rồi bây giờ cái vấn đề Việt Nam đã bị đá ra khỏi cái khối mà WTO, không còn đặc quyền kinh tế, thì quý vị thấy Việt kiều thì không còn ào ạt trở về để mà yểm trợ, để mà đổ tiền đổ bạc về. Thì bây giờ quý vị thấy rõ là Cộng sản Việt Nam cũng giải chết theo Tàu Cộng. Cho nên tất cả những người có con em, tất cả những người có cha mẹ, có vợ con, quý vị hãy theo dõi những cái tình hình phòng chống bệnh dịch cúm corona của thế giới. Đừng bao giờ nghe những cái lời tiên báo, tuyên bố láo liếu từ tên Nguyễn Xuân Phúc, từ tên Bộ trưởng Bộ Y tế và từ tên những cái tên mà nhận chỉ thị của Tập Cận Bình để mà tàn sát dân tộc Việt Nam. Đóng cửa trường học chưa đủ, đóng cửa các shopping chưa đủ, đóng cửa các chuyến bay chưa đủ, cần phải đóng cửa biên giới. Đó là tất cả người Việt Nam chúng ta đang đòi hỏi. Nếu không thì coi như Việt Nam sẽ trở thành Vũ Hán một ngày không xa. Và một lần nữa, nếu quả thật chỉ có 16 người bệnh thì tại sao lại xây các bệnh viện dã chiến? Tại sao phải cô lập 700 người ở Hà Nội, bao nhiêu người ở Bình Dương, bao nhiêu người ở Thanh Hóa, bao nhiêu người ở Củ Chi và bao nhiêu người ở Sài Gòn, và 33 người đã chết cách đây 3 tuần lễ mà nhóm bác sĩ Chợ Rẫy đã rò rỉ thông tin và đã được phót lên trên cái Facebook. Thì như vậy, nếu mà quả thật chỉ có 16 người bị nhiễm vi khuẩn cúm corona thì tại sao tổng số mà cái người bị cô lập tại Việt Nam và kể cả 10.000 dân ở cái tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang bị cô lập? Đó là cái câu trả lời rất là rõ ràng nhất. Trân trọng kính chào tất cả các Phật tử đã tin tưởng thầy để rồi nghe lời để cập nhật tin tức, và tin hay không
là quý vị hãy dùng cái đầu của quý vị để mà suy nghĩ. Trân trọng kính chào, và tôi cố gắng cập nhật những tin tức có lợi cho dân tộc Việt Nam và giảm thiểu tối đa cái vấn đề sinh mạng trong một ngày không xa, để rồi Việt Nam khi mà trở thành Vũ Hán thì Việt Nam còn thê thảm gấp trăm lần Tàu Cộng. Trân trọng kính chào quý vị, và chuẩn bị tinh thần, Tàu Cộng sẽ bị sụp đổ, Tàu Cộng sẽ bị coi xé nát ra thành năm mảnh giống như năm mặt trời, và lúc đó cái bọn coi như thái thú, cái bọn tay sai Tàu Cộng nó sẽ bỏ chạy, và chúng ta phải làm mọi cách để mà cứu dân tộc Việt Nam chúng ta qua cái đại họa này. Vì hiện tại Tàu Cộng đang đưa rất nhiều người Tàu và lính Tàu, và lính Tàu vào thì ở trong các đặc khu của Tàu Cộng để chuẩn bị để mà cướp nước ta, rồi những người dân của Tàu Cộng mang di trùng Vũ Hán thì được xuất cảng sang Việt Nam để mà tiêu diệt dân tộc Việt Nam. Và người Tàu họ không thành vấn đề, họ có thể hy sinh 100 triệu người Tàu để mà họ xóa sổ 100 triệu người Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trân trọng kính chào, và hãy bảo trọng, và đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản đang làm. Trân trọng kính chào quý vị.